Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức. Và hai bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung như xin chào cả nhà, chào quý ông bà, cô dì, chú bác và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Đừng quên ấn dùm cái nút đăng ký nó nằm ngay đây để không bỏ lỡ các video mới nhất. Và bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung: bi kịch người mẹ nghèo chém con tâm thần vì sợ đi giết làng giết sớm. Con trai bị bệnh tâm thần, mỗi lần lên cơn là cầm dao rượt chém hàng xóm và đánh mình, sợ gây hậu quả. Người mẹ đã nghĩ cầm dao giết con rồi có ý định tự sát. Ngày hôm nay ngày 24 tháng 2, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Phan Thị Quý, 67 tuổi, ngụ xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, 4 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là Phạm Quốc Hưởng, 27 tuổi, là con ruột của bị cáo Quý mắc bệnh tâm thần. Theo cáo trạng, bị cáo Quý một mình nuôi dưỡng Hưởng đang điều trị bệnh tâm thần. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, mỗi lần phát bệnh thì Hưởng thường xuyên đánh mẹ và nhiều lần cầm dao đi lang thang, gặp ai đều hăm dọa chém. Do hoảng sợ, sợ Hưởng chém hàng xóm trong khi mình không có tiền bồi thường nên người mẹ này có ý định giết con rồi tự tử. Và ngay sau đó, nghĩ là làm, đến sáng ngày 7 tháng 4 năm 2020, Hưởng phát bệnh tâm thần nên chửi và đánh mẹ mình, sau đó lên võng nằm. Trong lúc nghỉ quẩn, bị cáo Quý đã lấy dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và bàn tay trái của Hưởng. Hưởng bỏ chạy ra ngoài và được người dân đưa đến bệnh viện đa khoa Kiên Giang cấp cứu với thương tật là 33%. Đến ngày 28 tháng 9 năm 2020, Quý bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam về hành vi giết người. Hưởng sau khi điều trị vết thương đã được chính quyền địa phương đưa đi chữa bệnh tâm thần tiếp tục sau đó. Chồng bị cáo Quý bỏ đi cách nay khoảng hơn 12 năm. Hưởng học hết lớp 12 rồi ở với mẹ. Khoảng 5 năm nay, Hưởng bộc phát bệnh tâm thần. Bà Quý nhiều lần đưa Hưởng đi điều trị nhưng không có hết bệnh. Bà Quý hàng ngày phải làm thuê làm mướn để kiếm tiền, sinh sống và nuôi con. Nói chung vấn đề này đó thì cũng xuất phát từ tình yêu thương của người mẹ dành cho con thôi. Sợ con mình gây quả. Đó. Vấn đề bây giờ mà thật sự đã không... Chứ sao ta? Nếu mà đưa Hưởng này vào cách trại tâm thần á, thì người này cũng không yên tâm. Mà để ở nhà thì lại sợ gây quả. Nói chung người mẹ này cũng tiếng thối lưỡng nan á các bạn. Cũng nên đồng cảm cho người mẹ này. Mong cơ quan chức năng có mức án mà thích hợp nhất để không làm ảnh hưởng mà đến xã hội. Rồi, cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy đăng ký kênh và đừng quên like và chia sẻ để cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn vào nút thông báo để cập nhật những video mới nhé. Cảm ơn các bạn.